Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game kính này ta. Nói chung hôm nay ta quay trở về tổng kết lại cái giải đấu tổ đội chiến của mùa này. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này cũng đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Nói chung bạn nhìn kết quả đây bạn biết là team GRU lại về nhì đúng không? Nên thành ra nói chung ta sẽ tiếp tục đi, mà tại vì các bạn mấy cái trận trước nó cũng dễ quá, mình chưa quay, mình gộp luôn ba vòng đấu cuối ra thành một cái video luôn cho tiện. Thì nói chung đầu tiên trước khi vào trận chung kết chúng ta đi xem qua trận tiếp theo nhé. Lần trước mình cho các bạn xem trận của bên Let's Go này đánh với lại bên bên GRU cái team số 2 đúng không? Lần trước chúng ta xem trận bên này rồi. Thì hôm nay tiếp tục bây giờ mình chuyển sang tiếp trận tiếp theo là trận ở giữa đây. À không, trận 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 chỗ nhánh này chứ. Thì trận này chúng ta sẽ có team 2 đánh với team Boss. Thì ở đây mình sẽ có những đội hình như này. Thì trước mình đã bảo các bạn là trường hợp của Rinda với lại Ninja là rất là yếu so với GRU, KKK như Tuệ Minh rồi. Nên chúng ta chỉ xem mỗi duy nhất trận Tuệ Minh đấu với Nguyên Tám nhé. Tại vì trận này là cái trận có khả năng có thể thay đổi tình thế nhất. Mặc dù ở đây cả ba trận anh Tuệ Minh đều thua. Thực ra là đánh cái đội hình cái trận này ấy, đổi hay không đổi thì auto thắng, tại vì cái hai người kia quá yếu, tức kiểu mình để chỗ nào cũng thắng. Nhưng mà anh Tuệ Minh bảo để cho anh đánh quyết tâm với Nguyên Tám xem có thắng phát nào không, thì thực tế là anh chả thắng được phát nào nhá. Sẽ xem ở trên báo đại diện thôi nhá, đánh ba lần đánh Nguyên Tám không thắng phát nào. Thế nên là thua là chuyện bình thường, nhưng mà Nguyên Tám khỏe mà, chẳng qua là điều anh thích tỉ thí để cho anh tỉ thí thôi. Thứ hai là hai đối thủ kia nó quá yếu, mình không cần thiết phải đổi. Thế nên là sẽ xem một trận đại diện cho cái trận của nhánh đó. Nói chung là vẫn cái kiếp về nhì, cái giải đấu tổ đội chiến toàn về nhì thôi. Khổ vậy, không vô địch được. Thì đây có đội hình ở đây thì thấy là hai bên đều có Yamato, đều có Uta. Đều có Yamato, Uta rồi. Bên main thì tất nhiên là cố định rồi. Một bên thì ta sử dụng con Jack, còn bên kia sử dụng con Tetsuro. Còn bên kia sử dụng Chopper, thì bên này sử dụng Oden. Nói chung thì nick Nguyên Tám giống nick GRU đều không có đều không có con Tetsuro và đều sử dụng con Jack. Nói chung ở đây vấn đề ở đây đó là do con Yamato đánh trước nó có ưu thế hơn nên thành ra nói chung là thua. Cái thứ hai chỉ số Nguyên Tám to, đánh thua chuyện bình thường. Nhưng mà tất nhiên là đánh nhiều lần xác suất vẫn Tuệ Minh vẫn có xác suất thắng hết nhá. Tại vì mình đánh nhau báu vật nhiều mình lạ gì vấn đề đấy nhá. Nhưng mà thường thường trong giải đấu ấy, thì thường ông nào mạnh hơn hay thắng. Còn đánh bên ngoài báu vật ấy, đánh cái báu vật cướp nhau bên ngoài ấy, thì thường là đánh nhiều lần kiểu gì có lần bị thua. Đến cả GRU đánh cũng có lần bị thua thôi, nên thành ra nó hên xui lắm. Còn đánh trong giải đấu thì thường ông nào mạnh hơn sẽ thắng thôi. Và nếu có ăn may thắng được một lần thì thường cái ván sau sẽ thua. Hiếm khi may mắn thắng cả ba lắm. Đấy, mọi người cứ kêu ở Yamato nó khó lấy, nhưng mà mình thấy đánh giải đấu thấy hầu như ông nào có Yamato. Những cái đối thủ chính ấy, những đối thủ để gây khó khăn được cái toàn có Yamato hết. Tức là khó với ai thì khó, với top thì vẫn dễ thôi. Mình thấy top lên Yamato nhiều lắm. Còn game đợt này là trước cái khi diễn ra vòng loại của tổ đội chiến là nó fix lại con Yamato rồi. Nên ta sẽ có con Yamato nó hoàn thiện hơn chút xíu. Để xem anh Tuệ Minh anh chủ được mấy lượt này. Thế là Tetsuro mới là con sống dai nhất này. Địch nó đã mạnh, nó còn búp được cái khiên Ulta lên cho hai tướng chứ. Chắc là chủ hết turn 4 là chết thôi. Chopper đánh phát chắc là chết luôn chứ. Ok, như vậy chủ được 4 lượt nhá. Đấy là cái trận đại diện cho cái nhánh của ngày hôm đó. Bây giờ tiếp tục đến cái trận bán kết nhá. Ở trận bán kết ở đây hiện tại đối thủ cũng quá yếu luôn nên chắc mình cứ xem đại diện thôi. Ở đây mình gần như không cần đổi tại vì ba người này đều yếu hơn. Nên thành ra nó dễ, nó chỉ khó cái ngày đầu ngày 2 là có một số bạn như kiểu là One
như kiểu là anh Rít nhà quê hay là nguyên tám có cơ hội có thể lật kèo thì nó khó hơn một chút xíu thôi. Chứ còn riêng đến ngày này tất cả bạn này đều cửa dưới đánh rất là nhẹ nhé. Thì tôi xem đại diện mỗi 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 một trận thôi nhé, mỗi cái một trận thôi, tại vì nó quả nó bị chênh chỉ số quá nhiều. Đã thấy là như cái dàn tướng nó chênh luôn từ tướng đến chỉ số rồi, nên là thắng là điều đương nhiên, nên mình không muốn cho các bạn xem quá nhiều thế, tại vì nó bị chênh thực lực quá nhiều rồi. Sau đó là chủ yếu là xem trận chung kết là chính thôi. Mặc dù thua nhưng ta vẫn cho người xem đầy đủ đúng không? Tại nguyên tắc chung là quay giải đấu mà, thắng hay thua vẫn báo bình thường. Main nó chết mà cái lỗi hình hiển thị ở đây nó chết lâu lắm rồi. Tiếp tục ta xem tiếp trận tiếp theo. Ở đây nó có trận của Kakam đấu với má phấn môi đào à. Chắc tất cả các team hầu như đều đánh trước hết thôi, lực chiến bên Gru sẽ to bên này rất nhiều nên hầu như đánh trước hết thôi. Đây đội hình này tướng rất là bình dân thôi, cái team này thuộc cái dạng là team kiên trì ấy, team rất là kiên trì né linh tinh để vào. Thành ra người ta không mạnh lắm thôi, người ta vừa 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 thôi, nhưng quan trọng người ta vào được là tốt rồi. Tại vì các cái team mạnh bây giờ người ta không dùng Dobingo, không dùng Luffy nữa. Còn các team này cũng là khá là bình dân đấy. Tầm top thì con main nó chém vẫn sướng, nó khi bị chênh kèo ấy thì con tướng con main con nhân vật chính nó đánh vẫn vẫn đau lắm. Và xoáy rất sướng này, nhìn xoáy thích mắt thế không biết này. Đây có vẻ là lỗi hình khá là nhiều, nhiều con chết rồi cứ hiện hình ở đấy vậy. Nhiều Luffy ở đây như chết cùng con main rồi này, nhưng mà các bạn là cứ hiện hình ở đây vậy. Đấy, chém một chúng Luffy, Luffy chết rồi, Luffy với main chết rồi cứ hiện hình sừng sững ở đây. Game rất nhiều cái lỗi vớ vẩn. Ở đây là cái trận cuối cùng của trận bán kết, đây là trận của Tuệ Minh đánh với bạn gì tên khó đọc quá, S25. Mình sẽ xem thử nhé. Bạn này tướng xịn hơn một chút xíu, có Robin, Brook này. Tức là những cái bạn nào không lên các siêu tướng người ta sẽ lên cặp Robin Brook, còn những bạn nào lên siêu tướng người ta lên siêu tướng đến cái con kiểu Uta với lại Yamato, còn những bạn nào lên không kịp hết tướng thì sẽ lên con Uta đi cùng với Tesoro chẳng hạn.
Nói chung là chênh thực lực nhiều thì đánh thắng nhanh lắm. Rồi nhá, sau khi kết thúc xong cái team này ta vào trận chung kết thì đúng như dự đoán lúc đầu thôi, gặp team Ú Hòa của S1. Tại vì team này lực chiến nó to quá, nhìn lực chiến là biết là lép vế rồi. Thực ra lực chiến ở đây to, đây là 99 đầu 98 ở đây này, đầu này đầu 88. Nó tranh cũng tương đối nhiều đấy, tại vì lực chiến của Gru nó quá là to. Nhưng mà để xác định xem là liệu có thể tất cả đều đánh trước đánh sau thế nào không, mình sẽ check qua chút lực chiến thực tế các bạn xem trong cái server này luôn. Mình đang on nick S1 để mình check các bạn thực tế lực chiến của từng thành viên trong cái team này nhé. Thì team này nó có hai bạn không tên đi cùng bạn PTNN. Thì cái lực chiến của người ta hiện tại đang ở như sau. Tất nhiên có thể chênh lệch một chút xíu so với thực tế giải đấu nhé. Thì lực chiến của bạn không tên đầu tiên rơi ở đây khoảng tầm sấp xỉ khoảng tầm hơn 300 triệu một chút. Lực chiến bạn không tên thứ hai đây rơi vào đây là tầm lực chiến là 331 triệu. Và lực chiến bạn PTNN đây lực chiến là 35 7 mấy đúng không? Thì so với lực chiến của bên cụm của 5S59 ấy thì chắc chắn là Gru auto đánh trước. Tại Gru lực chiến nó rơi khoảng tầm 400 triệu, 410 triệu. Đó, chắc chắn Gru sẽ cao hơn cái bạn cao nhất bên này là PTNN. Và tiếp tục nữa là đến nick thứ hai này, nick Tuệ Minh lực chiến khoảng tầm 274 triệu. Và như vậy bạn thấy một điều là Tuệ Minh đánh sau tất cả cả ba nick luôn nhá. Lực chiến tức là chỉ có duy nhất Gru đủ lực chiến đánh trước thôi. Còn KKK còn thấp hơn Tuệ Minh khoảng tầm 200 triệu thì chắc chắn là KKK đánh cuối rồi. Và cũng ngầm hiểu luôn là Karakam auto thua, đúng không? Nên thành ra bây giờ vấn đề cốt lõi của trận chung kết ấy, thắng hay thua nó nằm ở cái chỗ là nick Tuệ Minh có thắng được nick nào trong ba cái nick này không, đúng không? Và chắc chắn nick Tuệ Minh sẽ bị đánh sau nhé. Đây bạn nhớ như vậy để mình hình dung qua cái tình trạng khi vào trận chung kết là như thế nào. Bây giờ sẽ quay sang nick Gru cho bạn xem luôn nhé. Đấy, mình quay sang nick Gru một chút xíu đây, bạn nhìn cái lực chiến không? 410 triệu auto đánh trước này, 274 với 200 là chắc chắn đánh sau này. Thế ra nó có cái bất lợi chỗ đấy. Nên là bây giờ vấn đề ở đây thì chắc chắn là Karakam chắc chắn auto thua rồi. Và Tuệ và cái Gru thì có ưu thế là tỷ lệ cao là sẽ thắng. Tức là xui xui vẫn thua, nhưng mà đa nói chung phần lớn là sẽ thắng. Để thường đánh trước lợi thế mà, thì phần lớn đánh trước là sẽ thắng thôi. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ thắng hay thua, tức là bây giờ có 3 cặp đấu đúng không? Muốn thắng thì phải thắng 2 trên 3 cặp, đúng không? Tối thiểu thắng 2 trên 3 cặp. Như vậy thì Karakam auto thua rồi. Nếu mà coi như Gru auto thắng đi. Thế vậy thì kết cục cuối cùng nằm ở chỗ Tuệ Minh có thắng nổi nick nào hay không thôi. Đúng không? Thì ở đây bạn thấy một điều là đối thủ thì gần như cũng chả thèm đổi team. Họ khỏe quá, họ chả thèm đổi team. Nên này ra gần như là mình chỉ việc thay thế lần lượt cho Tuệ Minh đánh từng top 1. Trận số 1 mình để Tuệ Minh đánh với PTNN thì Tuệ Minh thua. Chứ thắng ở đây tức là PTNN thắng nhé. Đấy, tiếp tục trận số 2 mình để Tuệ Minh đánh với bạn không tên đầu tiên đây. Tuệ Minh cũng thua. Và đến trận số 3 ở đây mình để Tuệ Minh đánh bạn không tên ở giữa cũng thua nốt. Nên đó lý do vì sao trận này thua nhé. Và bạn thấy là đây chỉ có duy nhất Gru thắng thôi. Gru gặp ai cũng thắng nên là mình chỉ đảo mỗi vị trí làm sao cho Tuệ Minh đánh lần lượt từng top 1 xem mà liệu có lật được một trận nào không. Nhưng mà tất kết cục là thua hết. Nên đó lý do vì sao mình bảo đánh cái tổ đội chiến nó hơi lép vế. Khi mà team mình chỉ có mỗi Gru cứng ấy thì hai người kia thua thì bắt buộc là thua thôi. Nên nó có cái khó chỗ đấy nhá. Tức là team người ta vẫn sẽ đều hơn. Và cũng vì như thế nên bạn thấy biết là Karakam auto thua rồi và Gru auto thắng rồi ý. Nên trọng tâm trong video ta cho các bạn xem là xem Tuệ Minh là chính thôi. Nhưng mà tuy nhiên cũng phải cho mọi người xem qua một trận của Gru, một trận của KKK một chút xíu. Người ta hình dung qua đội hình xuất hiện trong trận chung kết. Còn lại trường hợp còn lại 3 chiến báo sau thì 3 chiến báo của Tuệ Minh đấu lần lượt 3 top của bên S1 để xem là thua sắt nút hay là thua đậm nhé. Chúng ta sẽ xem trận đầu tiên nhỉ. Nói chung Gru thì đánh trước 100% thì lợi thế lớn rồi. Gru chơi Yamato đánh đầu đánh trước phủ đầu này lợi thế rất lớn rồi. Cái chuyện mà Gru thắng là chuyện hết sức bình thường, nó không có gì bất ngờ lắm. Gần như cũng phá sạch nộ của Yamato bên đỉnh, người ta cũng không thể nộ được. Con main thì bay màu ngay lập tức rồi kìa. Nhưng cái chỉ số Gru nó quá là to ấy, thực sự là quá là to. Và dàn tướng nó cũng rất là xịn. Tất nhiên là nếu mà so về chất tướng thì bên kia hơn con Tesoro. Nhưng mà nói chung là về mặt chỉ số tổng như con chủ lực ấy thì cũng chả thua kém gì nhau, thậm chí là chỉ số còn to hơn. Nên là đánh thắng là chuyện bình thường thôi. Có cái khó cái là Tuệ Minh không thắng được trận nào nên nó không lật kèo được chỗ đấy.
đối thủ đã đứng yên một chỗ chứ mình biết thừa được người ta đứng ở đâu nhé, tại người ta có đổi đâu, người ta đứng yên một chỗ, nhưng mà cho tuệ binh đánh thử từng người một không thắng thì thực sự là không có cơ hội nào cho mình lật kèo cả. Mình chỉ có thể lật kèo các giải đấu bản chất là cá nhân, ví dụ như mình cầm một cái nick, ví dụ mình đua vừa đại chiến hay mình đua đấu trí thì sức mạnh của mình có thể, kỹ năng của mình có thể giúp mình lật kèo được. Còn trong cái giải đấu tổ đội chiến, khi mình cho tuệ binh đánh lần lượt với 3 top của địch rồi mà không thắng được một top nào cả ấy, thì thực sự là không có chút hy vọng nào cho mình lật kèo cả. Đúng không? Nó cái đấy hoàn toàn kỹ năng nó không có tác dụng nữa rồi. Kỹ năng nó vô dụng trước cái tình trạng rồi, khi mình đuối hơn hoàn toàn. Khi mình có hai nick yếu hơn hoàn toàn ấy thì chắc chắn là mình không lật kèo được rồi. Còn nếu mà lật kèo được thì ăn may lắm đấy, ăn may lắm đấy, chứ đánh cái cửa dưới là rất là mệt. Cũng như nhiều khi chúng ta phải thông cảm trường hợp của Nika Cam nữa, rồi Nika Cam đi chung team với Gru Tuệ Minh thực sự là hai người khá là khỏe, nên thành ra Ka Cam tiên trở thành người yếu thôi. Chứ còn nếu Ka Cam ở một server khác đi cùng một người khác ấy, thì khéo Ka Cam mới là chủ lực của cái team đó, nhưng ở trong team Gru Tuệ Minh thì Ka Cam thành ra cái người yếu nhất. Đôi khi nó do vấn đề là team người ta khỏe quá thì nên bạn ấy trở nên yếu thôi, chứ bạn ấy hoàn toàn rất là khỏe nhé. Và nhớ một điều, các server này từ 5960, 61 là những cái server ra sau rất nhiều so với F1 nhé, nên người ta đánh được tầm đấy là cũng khỏe lắm rồi nhé. Tiền nạp nhiều thì nạp vậy thôi, chứ đối thủ cũng nạp mà. Tại bạn để ý một chút các sự kiện nạp thẻ, mình thấy F1 người ta vẫn xuất hiện bình thường. Có thể người ta không đầu tư quá lớn như các server S59 đúng không, nhưng mà chắc chắn một điều là người ta vẫn nạp đều, tại vì mình thấy các sự kiện người ta vẫn đua top bình thường. Cái top 10 người nạp nhiều nhất tinh tinh mình vẫn thấy người ta đều bình thường, tức là người ta vẫn nạp. Có thể người ta chọn sự kiện để nạp, hoặc có thể người ta vẫn nạp mức tối thiểu là mắc phản hồi kiểu vậy. Còn mình không ở trong đấy, mình không thể biết người ta nạp bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là người ta vẫn còn có sự nạp. Nên là và cộng với việc người ta ra server ra trước rất lâu ấy, nên cái chuyện người ta đánh cân kèo với S59 là chuyện bình thường thôi. Còn thực tế S59 chỉ có Gru là hay nạp vượt nhiều nhé, chứ còn Tuệ Minh KK mà thường nạp vừa đủ thôi, tức là gọi cho nó là mắc phản hồi, thì ăn liên tục thì mạnh như vậy là tốt lắm rồi. Còn trường hợp của Gru mạnh hoàn vượt trội, tại vì các bạn anh ấy nạp quá nhiều, thực sự nick Gru nạp quá nhiều, thì cái việc người ta đuổi kịp S1 cách áp đảo ấy là chuyện bình thường. Nhưng nick Tuệ Minh, nick Cam là kiểu nạp đều, nạp vừa đủ, nên ít khi nạp vượt lắm, nên thành ra là cái khoảng cách nó sẽ không quá lớn, thậm chí sẽ bị lép vế hơn so với F1 là điều đương nhiên nhé. Chứ không nhiều bạn xem mình hay quay Gru Tuệ Minh thì cứ bảo sao Tuệ Minh lại như thế. Thế nhưng mà nếu bạn xét về cái mức độ đầu tư thì Tuệ Minh chưa là gì so với F1 cả, chỉ là cái người gọi cho là đầu tư đều từ ngày ra server, nhưng mà cái server S59 thì ra sau rất lâu so với F1, nên thành ra cái sự đầu tư nó chưa sự đột phá nhiều. Cũng như là mình nhìn cái tốc độ tăng trưởng lực chiến thì bạn thấy là hầu như các nick mà lên khoảng tầm 100 triệu lực chiến rồi mà nếu vẫn muốn tăng trưởng tiếp ấy thì hầu như chỉ có nạp thôi, chứ còn chơi làm gì có cái gì tăng lực chiến mấy đâu, đúng không? Đa phần những cái tăng lực chiến nhiều nằm ở chỗ nạp thẻ, nên thành ra khi lực chiến người ta vẫn tăng nhiều ấy thì chứng tỏ người ta vẫn còn đang nạp. Còn nạp bao nhiêu cái đấy ta không nói, chỉ biết là vẫn đang nạp thôi. Để bạn hình dung qua một chút là cái kèo sẽ bị chênh lệch như thế nào nhé. Tức là thắng được thì cũng tốt mà thua cũng không vấn đề gì cả. Chỉ có trường hợp Nick Gru ấy, Nick Gru đầu tư nhiều thì đã đuổi kịp S1 ấy, thì nếu Gru thua thì hơi tiếc, thực sự Gru mà thua thì hơi tiếc. Chứ còn Tuệ Minh Ka Cam thua là cái điều mà mình cũng đoán trước rồi. Chẳng qua mình thì hy vọng một tí, biết đâu Tuệ Minh tỏa sáng lật kèo cái thời buổi hiệu ứng ấy, thì mình cũng hy vọng một tí là xem Tuệ Minh có lật kèo được không thôi. Chứ còn Gru Tuệ Minh thua Gru thắng và Ka Cam thua hay là Tuệ Minh thua là chuyện nó nằm trong cái dự liệu trước rồi. Cũng như có chút yếu tố tâm linh, cái ngày mình tạo team mình đặt tên là số 1. Mình đặt tên team là 1, nhưng mà số 1 nó bị trùng tên, nên mình đặt tên là 2. Cuối cùng mình bị về nhì thật, nó cũng hơi tâm linh một tí vậy. Đặt tên 1 không được là đã thấy điểm xấu rồi. Tại sao phải đặt tên là 2 ấy? Nên team mình team mình đang để tên là 2 và đang về nhì đứng top 2 này. Cái tên nó vận vào cái kiếp số quá thì mất thôi. Nhưng tất nhiên mùa này lúc mình đánh là mình vẫn có hy vọng ấy nhá. Khi mình đã đổi chỗ cho Tuệ Minh đánh từng top 1 là mình vẫn có hy vọng anh Tuệ Minh sẽ lật kèo được một trận nào đó đấy. Chẳng qua là không lật được thôi, chứ còn mình vẫn có hy vọng sẽ lật được ấy chứ. Nói chung là nguyên tắc mình chơi thì không bỏ cuộc. Mình chơi thì nếu còn chút hy vọng vẫn cố. Mình cố gắng mình đổi để cho chút hy vọng thôi. Tức mình tự tin là Gru ăn cân tốt rồi, nên mình vẫn là hy vọng là anh Tuệ Minh sẽ tỏa sáng một trận nào đó. Chỉ tiếc là anh tỏa tối. Đấy, trận này là trận của Kakakam đấu với bạn không tên nhé. Có hai bạn đều không tên nhưng mà cái khoảng cách nó xa hơn nhau, nên hai bạn đều đổi tên theo kiểu vậy, nhưng mà nói chung cũng chả quan trọng đâu. Quan trọng nhất là mình cho Tuệ Minh đánh với từng nick một rồi đều thua hết, nên thành ra là không đặt kèo được. Và về sau mình đã đẩy cho Kakam yếu nhất bên mình đánh với bạn lực chiến to nhất bên đó là bạn PTNN đấy. Tức là Gru đánh với bạn mạnh nhì, còn để cho Tuệ Minh đánh với bạn bạn yếu nhất bên đấy, nhưng mà không thể thắng được. Tại bạn yếu nhất bên đấy cũng 300 triệu lực chiến rồi. Tức là một phần là bất lợi đánh sau, cái thứ hai là hiệu ứng nó không tỏa sáng thì chịu thôi. Còn tướng thì mình nghĩ là hai bên nó như nhau thôi, tướng nó không tranh nhiều đâu. Nhưng mà rất tiếc là đánh không lật được kèo.
Nói chung là hơi tiếc, rất nhiều mùa toàn về nhì thôi. Được cái may mắn là khác nhánh, nên là thì ra có thua đứng được về nhì. Quả top 2 chỉ thấp hơn top 1 một chút thôi. Còn nếu mà cùng nhánh gặp nhau sớm là cũng mệt đấy. Nhưng mà nếu gặp nhau sớm mà may mắn thắng được thì lại giải quyết xong vấn đề sớm. Nhưng mà tới chung kết cục thì vẫn là về nhì thôi. Đây là cuộc chiến những người gần như mạnh nhất game hiện tại. Gần như mạnh nhất game hiện tại. Nói chung là ca cam giết được mỗi con main của bên bạn không tên thôi. Còn lại là chết sạch rồi. Chưa trung bình thì chủ khoảng tầm 5-6 turn là kết liễu nhau thôi. Rồi nó quay đến 3 trận cuối là 3 trận của tụi mình đánh nhau nhé. Trận đầu tiên là tụi mình gặp với bạn PTNN này. Ở đây bạn ý một chút là bình thường các bạn sẽ thắc mắc xong để Yamato được slot 1. Nhưng bạn nhớ ở đây hiện tại là đang ở trong cái vị thế là người đánh sau nhé. Tức nói chung đại khái là để con main đánh trước. Nhưng mà con main thường con main nó có cái cung hải hồn tăng nộ. Nhưng mà rất này phát này chết mẹ nó main nữa rồi. Nói chung đại khái đây trận hình để trong trường hợp đánh sau. Nhưng rất tiếc là không hiệu quả lắm. Để đánh với tinh thần là cửa đánh dưới. Để xem chủ được bao nhiêu turn với bạn mạnh nhất bên S1 này. Chứ bị đánh khá là đau, bị đánh khá là thấm ấy. Mất máu khá là nhiều. Thảo phòng chết luôn Yamato rồi. Cả như không có cơ hội ra đòn phản kháng đâu, bị đánh từ đầu đến cuối rồi. Yeah.
Đấy, trận đầu tiên đánh với bạn PTNN nhé. Trận số 2 đánh với bạn không tên mà bạn không tên Mạnh. Và trận thứ 3 đánh bạn không tên Yếu nhé. Đây bạn không tên Mạnh này. Trận số 2 này. Tuệ Minh đấy bạn không tên này. Vẫn đánh sau bởi vì lực chiến thấp rồi. Không thể nào đánh trước rồi nhé. Cách nhau nhiều quá không đánh trước được. Bạn này yếu hơn tí xíu thì sống được con main. Đỡ hơn lần trước bạn kia đánh phát là chết main luôn. Nhưng phát này như main bị khống chế mẹ luôn rồi sao, không thấy ra đòn. Nhưng khá là chút xíu được con main nó sống được. Đối thủ nó yếu hơn. Bạn kia chỉ số to quá đánh phát chết luôn main rồi. Thường chúng ta sẽ cố gắng cho Yamato nộ trước. Nghĩa là đánh bạn này còn ra đòn được, còn giết được tướng người ta một tí. Còn đánh lúc nãy là không thể giết được tướng, bị áp đảo hoàn toàn luôn đấy. Trận này khá hơn, tức là Yamato nộ được 2 lần liên tiếp rồi. Nó sẽ đỡ hơn cái ván lần trước là không nhúc nhích được. Là ăn khống chế rồi. Ở giai đoạn này bị khống chế nhiều rồi, không nhúc nhích lại được. Cho là tiến bộ hơn trận trước một chút xíu, là có sự phản công một chút. Và rồi chung cuộc lại giết được mỗi con main nữa, mấy con kia nó hồi sinh nó lại sống lại thôi. Chắc là sống được tầm 5 tơn. Và cuộc là trận cuối cùng nha. Trận đánh bạn yếu nhất trong bên team địch. Tất nhiên vẫn mạnh hơn bên mình nhưng mà là yếu nhất. Xem trận này nó có khá khẩm hơn chút nào không, hay là thua một cách đậm nữa. Tất cả những người chơi Yamato đánh trước đều để slot 1 thôi. Nói chung là yếu hơn thì nghĩ là con main sẽ sống được. Và con main đang có cung hải hồn búp nộ, sẽ búp cho con Yamato thêm nộ để phòng trường hợp bị nhụt chí linh tinh, bị giảm nộ linh tinh.
Cái này mê hoặc là con Yamato rồi, con Uta bên kia sắp nộ chưa? Uta bên kia chưa nộ, tạm thời nó bảo khống chế con Yamato địch turn 1. Liệu 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 con Oden nó khống chế chắc chắn là thua rồi, mình xem có thể nhây có cơ hội thắng không ấy. Thế thấy đánh bạn này có phải là cân kèo chút xíu, chênh khoảng tầm 30 triệu lực chiến thì cái xác suất thắng được sẽ cao hơn. Tất nhiên là phát này là thua rồi, nhưng mà nếu mà đánh nhiều lần thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. Tôi thường thường giết được con main. Bị hụt nộ mất rồi. Bắt đầu ăn ăn no hiệu ứng mất rồi, bắt đầu dính rất nhiều đóng băng rồi, đóng băng cái tê liệt dính nhiều rồi. Nói chung thì mỗi lần đánh thì sẽ cho ta những cái hiệu ứng khác nhau, cho ta cái kết cục nó khác nhau. Nhưng nói chung là chung quy lại trong cái giải đấu mùa này ấy, là thua hoàn toàn nhé. Hai nick thua hoàn toàn nên thì ra chung cuộc là thua hoàn toàn. Còn này đánh thêm một tí là Yamato một xíu máu này chắc nó sắp chết luôn rồi mà. Tức là không lật được một phát nào luôn. Lại tiếp tục thua một mùa ba trắng tiếp. Được cái là khác nhánh thì vẫn được về nhì, tức là quà thua mỗi top 1 cũng vẫn là nhiều quà. Trả qua nếu được vô địch thì sướng hơn, rất tiếc là không được. Bây giờ một mình một tướng thì ăn no hiệu ứng thôi. Tầm này tơn 6 rồi khó thoát lắm. Không bị đóng băng thì bị tê liệt, không bị tê liệt thì bị nhụt chí, không bị nhụt chí thì bị mê hoặc. Không mê hoặc là hỗn loạn, nhiều hiệu ứng lắm, không tránh được. Thậm chí có thể bị cả hóa đá nữa. Nên cả ấn trùy cảnh nộ thứ này, nói chung là không thể nào nhúc nhích được ấy. Đứng yên một chỗ chờ chết thôi. Hồi sinh thì cũng vậy, hồi sinh thì cũng ăn no hiệu ứng đó. Đặc biệt là khi bắt đầu ít nộ không nào hỗ trợ ấy, là gần như ăn tê liệt, đứng yên chờ chết ấy. Chả cần đóng băng nữa, đứng yên tê liệt nó đủ chết rồi. Như cái cảnh nộ với lại cái thứ nó ấn chùy nó dính vào nhiều nó không nộ đâu. Giờ đứng yên chờ chết thôi. Trụ được khoảng tầm sang tơn 9 là cũng không có chết luôn tơn 8 rồi. Đấy như vậy kết thúc nhá. Đấy như vậy ở chung cuộc lại mùa này là cái team 2 đứng đúng hạng 2 nhá, về nhì nhá.
Đấy, coi như mình kết thúc cái mùa giải ở đây thôi. Thì nếu bạn nào mà chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi thua rồi thì ta lại chờ mùa khác làm lại nữa. Còn giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.